Đầu năm 2008 trên địa bàn huyện Lạc Sơn liên tục xảy ra nhiều vụ mất trộm dây cáp thông tin liên lạc, gây bức xúc trong nhân dân. Nhận thấy sự phức tạp của tình hình trên, lãnh đạo công an huyện Lạc Sơn đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án do đồng chí trưởng công an huyện làm trưởng ban. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội là lực lượng chủ công nhanh chóng vào cuộc, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra truy xét trên diện rộng, quyết tâm bắt gọn các đối tượng phạm tội. Đúng như dự đoán của ban chuyên án, sau khi thực hiện chót lọt các vụ trước, ngựa quen đường cũ, đối tượng đã tiếp tục thực hiện một vụ cắt trộm dây cáp thông tin liên lạc với số lượng lớn hơn. Vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2 năm 2008, theo nguồn tin của quần chúng nhân dân cấp báo, tại khu vực xóm Sơ, xã Vũ Lâm đã xảy ra một vụ mất trộm dây cáp thông tin liên lạc. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Căn cứ vào dấu vết để lại tại hiện trường và qua quá trình theo dõi thu thập tài liệu trước đó, cơ quan công an đã có cơ sở về danh tính đối tượng. Tuy nhiên, thật bất ngờ, kẻ gây ra các vụ cắt trộm dây cắp điện thoại kia đều còn rất trẻ. Chúng là Bùi Văn Dương, sinh năm 1994, và Bùi Văn Nguyên, sinh năm 1991. Nguyên là anh ruột của Dương, đều ở xóm Sơ, xã Vũ Lâm. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng, qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ nội dung sự việc. Theo lời khai của đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ một con dao dài khoảng 30cm dùng để chặt dây và 7kg đồng, loại dây sợi đã bị đốt, được bọn chúng trôn cất rất cẩn thận ở dưới đất. Toàn bộ số tăng vật mà bọn chúng trộm được chưa kịp tẩu tán thì đã bị lực lượng công an phát hiện thu giữ. Tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng, đối tượng khai nhận Trước đó, vào ngày 17 tháng 1 năm 2008, bọn chúng đã cùng với Bùi Văn Hùng, sinh năm 1994, ở xóm Mạ, xã Tân Mỹ, đã thực hiện một vụ cắt trộm dây cắp thông tin liên lạc. Tôi cầm dao từ nhà đến chỗ cửa nhà ông sinh. Trong tôi cùng nhà tôi, em ở dưới tôi trèo lên trên và dùng dao chặt. Tôi đã biết mình làm như thế là đã vi phạm pháp luật thế trách nhiệm của anh bây giờ với cái việc làm của anh như thế nào? Trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ. Nhìn nét mặt còn non nớt đến thẫn thờ của các đối tượng khi khai báo trước cơ quan cảnh sát điều tra, làm tất cả những người chứng kiến đều không khỏi xót xa đau lòng. Cả ba đối tượng còn quá trẻ, Dương và Hùng chỉ mới bước sang tuổi 14, còn Nguyên là 17 tuổi. Tương lai phía trước còn đang rộng mở bỗng chốc trở thành những kẻ phạm tội. Qua đây cũng là bài học với các bậc làm cha làm mẹ, hãy giám sát một cách chặt chẽ mọi hành động của con trẻ, luôn gần gũi, động viên chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của con em mình, kịp thời phát hiện và uốn nắn những biểu hiện sai lệch về đạo đức, xây dựng cho các em một lối sống lành mạnh trong sáng để trở thành những người có ích cho xã hội.